Xin chào mọi người, video này chúng mình sẽ giới thiệu tới các bạn 3 môn tuyệt học mạnh nhất của Hạo Thiên Tông. Và 3 cái tên đó là gì? Hãy tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đầu tiên, Loạn Phi Phong Trùy Pháp. Đây là một trong những loại thủ pháp có thể khu trừ các tạp chất bên trong kim loại mạnh nhất. Khi trái tim đập nhanh, pháp lực bắt đầu từ hai cẳng chân truyền lên đùi, truyền qua thắt lưng, lưng và cánh tay, cuối cùng được giải phóng toàn lực. Thời điểm khi búa nảy lên đến điểm cao nhất mới tiến hành xoay quanh một vòng. Trong quá trình xoay, lợi dụng lực bật tạo ra do va chạm giữa búa và kim loại để biến nó thành sức mạnh của cú đánh tiếp theo. Mà sức mạnh của mỗi cú đánh về sau đều vượt qua khi người đó sử dụng toàn lực. Sử dụng kỹ thuật này có thể trực tiếp biến một miếng kim loại thành thứ bạn muốn. Nói đơn giản hơn thì đây là một phương pháp mượn lực dùng sức, có thể đem toàn bộ sức mạnh phát huy hoàn toàn, luyện tới cực hạn có thể vung ra 8 mốt chùy mà không bị gián đoạn. Trong khi đó, sức mạnh của mỗi một chùy phía sau đều sẽ mạnh hơn chùy phía trước, mỗi lần vung đều ảnh hưởng tới lĩnh vực và sức tấn công được cộng dồn. Nếu như có thể huy động tới chùy thứ 81, như vậy người đó sẽ đột phá cảnh giới của nó. Thứ hai, Hạo Thiên Cửu Tuyệt. Hạo Thiên Trùy 9 loại độc môn phát lực thủ pháp, mỗi một loại đều có đặc sắc của mình. Nếu đem so sánh với Loạn Phi Phong Trùy Pháp thì Hạo Thiên Cửu Tuyệt mới thật sự là vận dụng cho thực chiến, bởi vì năng lực của nó vốn dĩ rất cường đại. Cho dù là các trực hệ đệ tử tại Hạo Thiên Tông cũng chưa chắc có thể học được và bắt buộc phải trải qua khảo nghiệm kiểm tra, chỉ có nhận được tông chủ và trưởng lão tán thành mới có thể truyền thụ. Thứ ba, Đại Tu Di Trùy. Đây là một loại đặc thù phương pháp tu luyện truyền thừa, bởi vì phương pháp tu luyện này có yêu cầu vô cùng cao, nếu không sở hữu dị bẩm thiên phú thiên tài thì tuyệt đối không cách nào tu luyện thành công, mà ngược lại còn có thể nguy hiểm tới tính mạng, cho nên một đời chỉ có thể truyền thừa cho một thế hệ. Đại Tu Di Trùy trên lý thuyết chính là đem tất cả hồn hoàn tự thân ngưng luyện thành một thể, toàn bộ rót vào bên trong Hạo Thiên Trùy hóa thành lực lượng và lực công kích thuần túy nhất, đem lực lượng bản thân tăng lên gấp nhiều lần, mạnh mẽ xung phá tất cả mọi trói buộc, phát huy ra thực lực cường đại vượt qua hồn lực bản thân. Đi con đường một người có khí lực có thể chế phục 10 kẻ có võ nghệ, mặc cho đối phương có nhiều hồn kỹ hay kỹ xảo thì cũng đều không cách nào chống lại được lực công kích cùng lực lượng thuần túy nhất của Hạo Thiên Trùy. Về lý thuyết thì sức mạnh của Đại Tu Di Trùy là vô hạn. Tuy nhiên, môn kỹ năng này lại có tác dụng tổn thương đối với bản thân cực lớn. Nếu như không phải tới thời khắc nguy hiểm, nhất thiết không thể khinh suất sử dụng. Và điểm yếu này cũng có thể giải quyết bằng cách dựa vào độ rắn chắc cơ thể của người sử dụng. Đường Thần từng nói qua, Đại Tu Di Trùy lẽ ra phải là thần kỹ, chỉ khi đột phá trăm cấp mới có thể thi triển nó một cách hoàn mỹ nhất. Áo nghĩa của Đại Tu Di Trùy tạc hoàn. Mỗi một cái hồn hoàn đều có thể tiến hành một lần tạc hoàn. Sau khi tạc hoàn, sức mạnh của hồn hoàn sẽ bộc phát hết và lập tức biến thành sức mạnh của bản thân, hòa vào công kích, sinh ra lực lượng mạnh mẽ vượt xa lực lượng bản thân. Thời điểm tạc hoàn, phẩm chất hồn hoàn càng cao thì tác dụng lại càng lớn. Ngoài ra đây cũng là kỹ năng liều mạng của Đại Tu Di Trùy. Mỗi một hồn hoàn đều có thể phát động một lần công kích. Sau khi tất cả hồn hoàn đều được tạc hoàn thì bản thân người sử dụng cũng bị rơi vào trạng thái hư nhược. Hơn nữa, nếu không khống chế tốt, năng lực bản thân không cách nào áp chế năng lượng sinh nổ từ tạo hoàn, liền có thể khả năng cao bị vòng năng lượng bạo tạc đó cắn nuốt. Vì điều này mà Hạo Thiên Tông từ trước tới nay chỉ có duy nhất Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo cùng Đường Tam mới có thể tu luyện. Nếu không có thiên phú cường đại cùng nội tình thâm hậu thì chuyện thi chuyển môn tuyệt học này chẳng khác nào tự sát. Cái giá cho một lần tạc hoàn cũng rất lớn. Sau khi sử dụng, hồn hoàn sẽ bị tiêu thất khoảng 3 ngày và thứ duy nhất còn lại chỉ là hồn lực. Tuy nhiên, đó chỉ là khôi phục. Nếu muốn sử dụng thêm một lần nữa phải chờ tới 36 ngày sau. Nếu không, hồn hoàn sẽ bị phá hủy hoàn toàn.